tiền gì? Dạ. 35 tiền gì em? 35.000. 35 hả? Tiền gì? Dạ. Tiền này là tiền gì em nha? Tiền này đồng phí đường bộ nha tiền gì? Đồng phí đường bộ, đồng phí đường bộ, anh có phí đường bộ kia rồi. Sao lại phí đường bộ? Phí đường bộ của cái gì em nha? Cái đó là anh đồng phí đường bộ đi đường. Đúng rồi, thì anh đi đường. Con đường phí đường bộ đây, đồng phí đường sửa chữa cái đoạn đường anh đi đây này. Cái đứng phí đường bộ đó là phí đường bộ của quốc lộ, của đoạn đường, tất cả đoạn đường trên đường. Nhà được, đi nơi. Thì đúng rồi. Thì anh đứng phí đường bộ, còn cái phí này là phí gì? Phí này là phí người ta sửa chữa, làm tu sửa đoạn đường hay không? Anh không hiểu. Tại vì tu sửa đoạn đường là đó của nhà nước. Còn cái này là của ai? Cái này của tập đoàn Trường Thịnh. À, tập đoàn Trường Thịnh. Người ta đấu thầu, người ta đúng, người ta lớn vì người ta đấu thầu, người ta làm ở đây. Ờ. Bộ ta chỉnh cấp cho nhau người ta làm ở đây. Nhưng mà đường quốc lộ là của do nhà nước làm, có trách nhiệm làm chứ. Nhà nước có trách nhiệm làm nhưng doanh nghiệp người ta đấu thầu trúng người ta làm. Tại sao lại có liên quan gì nhà nước làm, nhà nước lại làm chứ tại sao lại đấu thầu làm ở đây là sao? Bây giờ tôi hỏi tại sao lại đường quốc lộ tại sao lại chặn đường. Chặn đường lại. Mà hả tôi mà anh gì ơi? Quốc lộ, đường quốc lộ là của quốc gia. À, cứ bình tĩnh chứ. Không phải của một cá nhân nào. Tắt tắt máy đi, mắt tắt máy. Cho nó thoải mái. Nhạc mất tiêu rồi. Em à, anh tên gì đấy? Anh chơi em đúng không? Bây giờ anh hỏi anh tôi gì, anh đang làm chuyện với em đúng không? Chúng ta làm việc với nhau đúng không? Việc gì đó, anh qua đúng không? Em làm việc chẳng phải là công an giao thông làm gì đây là. À, chúng ta làm việc với nhau mà. Đúng. Chúng ta đang giao dịch với nhau. Em bán vé, anh chịu với bán vé, con anh một khúc có lọt, có làm việc gì đâu. Thì em bán vé cho anh mua vé là chúng ta làm việc đúng không? Chúng ta đang có một mối quan hệ giao dịch. Không có quan hệ chứ. Vậy mà hai chúng em... Không có quan hệ chứ. Đây là quan hệ giao dịch đơn sự với nhau. Sao anh mua, tất nhiên anh sẽ mua, vấn đề là anh mua cái gì mà anh phải trả chứ. Ủa, anh đang giao dịch với em bây giờ. Nếu mà em không trả lời thì em phải có người nào có trách nhiệm ở đây trả lời cho anh. Mà anh nói cho em nghe, cái đường anh đi xấu quắc à. Mà em nói là giậm vá gì. Vậy hả, vậy thì anh có trả lời cho anh không? Vậy thì em hãy gọi một người nào đó có trách nhiệm là tới đây trả lời cho anh nghe. Chứ là nhân viên thôi đúng không? Em là nhân viên thì em chỉ có bán vé, em không biết gì đúng không? Bây giờ anh hỏi em nè, em có làm việc với anh hay không? Anh hỏi anh câu, em câu thứ hai là nếu em không làm việc được với anh thì có ai làm việc được với anh hay không? Lì luôn. Ai? Bây giờ rất rõ ràng nha, chúng ta nói chuyện với nhau. Mà em không nói chuyện với anh thì làm sao đây? Ok, vậy thì anh chờ thôi chứ sao giờ? Em kêu ai có trách nhiệm ra nói chuyện với anh. Còn đâu phải tiền là cứ phải bỏ ra. Tự nhiên em nói khơi khơi tiền phải bỏ ra thì làm sao anh bỏ ra được? Ok, em nói ok tốt nha, rất tốt. Bây giờ em có xem có ai ra làm gì anh. À, và bây giờ đồng chí đã đóng sập xong cửa lại và đồng chí đã đội mũ vào đi rào rất hùng hổ, không biết đi đâu, đi hướng dẫn giao thông hay là đi lấy vũ khí. À đi, đi hướng dẫn, đi hướng dẫn, đi hướng dẫn. Anh là ai cứ nhỉ? Anh là trường có
anh là chữ K đây. Anh tên là gì anh nhỉ? Anh Quốc phải không ạ? Hôm qua anh Quốc không? Anh Quốc chữ K đây phải không anh Quốc? Bây giờ tôi muốn có một số thắc mắc ở đây ha. Cái này là trạm thu phí gì anh nhỉ? Trạm thu phí BOT quản trị. BOT quản trị. Trạm này là của công ty nào anh nhỉ? Công ty tập đoàn Trường Thịnh đó. Anh sao vậy? Anh cứ bình tĩnh với nhau nói chuyện, chúng ta nói chuyện với nhau. Trường Thịnh và đâu phải là của nhà nước đâu anh nhỉ, đúng không? Dạ dạ. Nhưng mà đây là quốc lộ mà đúng không? Dạ. Quốc lộ thì là nhà nước có trách nhiệm làm đường mà, tại sao lại có chuyện tư nhân ở đây anh nhỉ? Anh Quốc đang nói tại sao anh lại bỏ chạy vậy? Không, anh chặn lại. Anh chặn à? Chúng ta làm việc với nhau rất thẳng thắn bình thường ha. Là như thế này. Cái công ty của em là bộ của nó nâng cấp sửa chữa con đường này. Thì giờ là tụi em thu phí để hoàn vốn. Dạ. Cái đường quốc lộ là đường huyết mạch chính, thì đó là trách nhiệm của nhà nước. Ai cũng đi xe cũng phải đóng cái đường bộ, cả xe máy lẫn xe hơi đã đóng cái đường bộ rồi, thì đó là trách nhiệm của nhà nước nâng cấp hay là sửa chữa hay làm cái gì đó đó quốc lộ. Còn nếu mà là anh tạo một con đường riêng, là mà anh làm đường riêng hoặc là anh nâng cấp anh sửa chữa, thì nếu mà anh thu tiền thì tôi rất vui lòng trả tiền để tôi đưa đường đó, đúng không nào? Dạ. Dạ, nhưng mà đây là tôi rất là không hiểu là đường này là đường quốc lộ chính mà tại sao lại có chuyện mà tôi phải trả tiền? Tại vì tôi đã trả tiền rồi, tiền thuế là tiền nước đã cho là công ty chúng tôi. À vậy hả? Đã cho công ty chúng tôi là nâng cấp sửa chữa và bảo dưỡng đoạn đường này 11 cây. Vậy hả? Thì là giờ chúng tôi là thu phí để còn lại cái vốn. À hả? Như vậy thôi. Cái cho phép đó dựa trên quyết định hay là có cái gì anh nhỉ? Anh có cái quyết định không cho tôi xem đó. Tôi không cần biết thông tư 35 gì cả. Vấn đề là chúng ta nói chuyện nhanh luôn thì phải có giấy tờ đúng không nào? Và tôi nói dựa trên luật rất rõ ràng, đường quốc lộ là đường của nhà nước, phải có trách nhiệm phải làm. Cho ok rồi, quyết định giấy tờ gì đâu đưa cho tôi xem đấy. Sao là không thấm thiền? Tôi đủ thẩm quyền đi xe thì tôi có đủ thẩm quyền để mà xem có ai có trách nhiệm, tự nhiên dừng chặn đó. Cái chuyện lâu hay không đó không nói lên là các anh có quyền hay không. Vấn đề là nếu mà các anh nói các anh có quyền, các anh đưa chứng, ok, chứng minh nhà nước đã cho đi, tự nhiên các anh dừng xe lại. Không, tôi đang đi trên đường, tôi bị dừng xe lại, thì đó là tôi phải đòi hỏi là tại sao tôi bị dừng xe lại và đòi tiền. Còn nếu anh nói là anh được cho phép, được, anh đưa bằng chứng, anh được cho phép đưa cho tôi. Đây tôi đang chờ các anh đây. Tại vì đang nói giữa chừng đúng không? Rằng là à đấy hả? Rồi vậy thì anh chờ rất tốt. Làm việc gì phải rõ ràng nhá. Có lại Tú này. Rồi được.
bác sẽ chờ. Chúng ta tạm ngưng nghỉ ngơi đi, tại vì anh kia anh đi vào in hay là anh đi vào đi vệ sinh thì không biết đến chừng nào mới ra. Chúng ta cứ ngồi thảnh thơi ở đây thôi, chờ. Đã đưa đây, đây đưa anh xem, đưa anh xem. Sao đẹp trai dữ vậy trời, xem đẹp trai vậy. Bộ Giao thông Vận tải ngày 2 tháng 12 năm 16 quyết định trạm thu phí km 763 cộng 800 quốc lộ 1 tỉnh Quảng Trị của Bộ Tài chính đã hoàn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn km 741 cộng 170 cho đến km 756 cộng 706 tỉnh Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải căn cứ nghị định 107 căn cứ của mẹ vậy đó. Rồi căn cứ mấy cái căn cứ này thì nhiều khi nó thời tào lao lắm. Thời bác nào? Thời bác Thăng hay bác Nghĩa? Pháp luật anh nói cho em biết. Pháp luật nhiều khi rất tào lao. Bình tĩnh, anh phải xem đã ha. Anh là pháp luật tao lo thì anh pháp thì bọn em mình làm theo thông tư. Ok, pháp luật nhiều khi cũng không chính xác, nhưng mà anh phải xem rõ từng cái như thế nào ha. Quyết định cho phép công ty BOT Quảng Trị, chứ không phải là công ty Trường Thịnh nè. Sao đây là sao em nói là bên dạ. Em nói là công ty Trường Thịnh. Hot boy mà.
kết thúc là cho phép. Ok, điều một là cho phép. Ủa, tay phải không em? Em bật lại, sao lại tự nhiên đang bấm tự nhiên đó? Cái thời anh nào vậy Dân? Từ từ. Cảm ơn em. Cho phép, điều 1, điều 2. Mức thu, chế độ thu nộp phí liên quan đến thông tư của Bộ Tài chính. Tổng cục đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện. Thực hiện theo đúng quy định tại hợp đồng quản lý doanh thu. Tổ chức. Ủa cái gì vậy? Cái quyết định gì không có dấu má vậy em? Vậy mà tự nhiên em đưa anh là sao? Rồi anh cho con người chị nó được thôi. Anh đâu 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 người cưng. Rồi, dạ. Tự nhiên đưa, nó thấy ra nãy giờ anh mất thì giờ. Đưa một cái văn bản không giấy má, không ký tá gì hết. Ơ, các bạn thì đó là một cái kinh nghiệm. Đừng có mắc như tôi. Tự nhiên tôi đọc từng chữ ra đã đời, tôi cuối cùng ra một cái dấu, chả có dấu má gì hết.